Khi mà Sài Gòn không có ai bước ra khỏi đường được hết á, thì cái gì mình cũng phải cần. Mình lỡ như mình bị cao máu mà không có thuốc cao máu, mình đâu có ai đâu bán, đúng không? Thì thường cái nhắc là nhắc như vậy, chứ không phải mình để chờ đến lúc mà tiệm nó đóng cửa rồi á, lúc đó một xong muộn. Trâm Lê nói ở Sóc Trăng may mắn cuộc đời con được xem chú phát trực tiếp 2 lần. Con tin tất cả những gì chú nói, cuộc đời con như được bắt đầu. Tức là con ngộ rồi đó. Tức là con chịu nhận đây là cha của con, đây là mẹ của con rồi đó. Còn cái cha mẹ mà xác trần đó là không phải nha. Chỉ là tạm thời lo, nhiều khi á là kiếp trước là kẻ thù với mình nó không chừng á, mình đầu thai vô để mình đòi nợ á. Còn cái này mới là cha mẹ thiệt của mình nè, cho mình cái chân linh. Còn cái này bên đây là cho mình nó chân thành, cái thần hồn mình nó gọi là ba hồn chín vía đó, là hai vị này á, phải không? Duy Nguyễn hỏi Phi Nhung sao rồi chú Kiệt, trời ơi, đang nói chiến tranh cái hỏi Phi Nhung. Ở Việt Nam mình ngộ nha, mấy cái chuyện mà chết tới nơi ấy, không lo, mà lo mấy chuyện náo nhiệt. Nhất là mấy cái chuyện ăn uống, mấy cái chuyện thời trang, rồi showbiz gì đó, ca nhạc gì đó, thì lăng xăng lắm. Còn chuyện chú nói một khô cổ là bệnh tật và chiến tranh tận thế mà không chịu lo. Phi Nhung bây giờ đang là một hồn ma, vì có tội có nghiệp cho nên không có được đi về. Cái tội là tội vô minh, lúc còn sống bị xúi. Xin tiền đi con, xin cho thầy con, xin xin xin. Hay là Phật. Mình vô minh á, mà người ta xúi mình á, gọi là cộng nghiệp. Cho nên thời nay á, Kiệt thường nói là thầy trò đi xuống địa ngục, đi xuống dưới cầu á, chung với nhau á, là vậy đó, có đó. Chứ không phải mình cứ vô chùa mình khấn núm, mình tu cà gạt cà gù, mình mặc áo chàng, mình lại Phật móp chán, mình tưởng là mình có phước. Nó không phải, mình lại nguyên ngày. Cái thầy kêu thầy có chuyện này nói với con một chút nè. Dạ, thầy có gì nói. Tuần sau thầy có cái là vừa làm từ thiện ở tỉnh này tỉnh kia, phát gạo cho 500 gia đình. Con giúp thầy nhé. Đại khái nói một câu thôi là săn đôi lên. Mà không biết giúp thì có 500, nhưng mà giúp 50 thôi ai biết. Thì những ca sĩ, những cái người mà gọi là tu cà rù cà rặt mà không có chánh kiến á, là sẽ đi xuống địa ngục cùng chung luôn với thầy luôn á. Cho nên sau này cha mẹ đặt ra cái đạo thiên tâm, mỗi con người mình phải tự đốt đuốc đi, tự tu ở nhà. Lúc Covid ở nhà đọc kinh Lăng Nghiêm chú Đại Bi, mình không có phải là thần tượng một vị nào khác hết, trừ cha Thượng Đế. Kinh Phật là đạo Phật, không phải là đạo. Đạo Phật là một cái giống như cái ISO, một cái process, một cái lập trình để mình vô đó mình thanh lọc ra những cái tham sân si, những cái thói xấu mà ở đời của mình hay bắt chước người ta mình làm tật xấu. Thì đạo Phật nó có những cái đó để mà thanh lọc. Nó cũng giống như bảng stop sign ở ngoài đường, cái màu xanh màu đỏ đèn đường gì đó, để mình đứng mình đi và mình chạy lẹ. Thì cái đạo thiên tâm sau này á, là thờ Thượng Đế, cũng như đạo Hồi giáo ông Mohammed lập ra là gần mấy tỷ người trên thế giới, 3/4 quả địa cầu á, thì cũng là thờ cha Allah, mà thánh Allah. Đạo Hindu rồi đó là cũng đều là Allah hết. Rồi bên Công giáo là Đức Chúa Giêsu là con của vị này, là con của Thượng Đế, đúng không? Và bên Cao Đài cũng là Thượng Đế, đúng không? Còn đạo Phật mình là thờ Phật Thích Ca, là một vị thầy siêu nhất, là chánh đẳng chánh giác. Cho nên đạo Phật là một cái process trong nhân loại. Trong tương lai đạo thiên tâm sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới. Đạo thiên tâm, cái dấu hiệu này là của cha,
là giống như cái dấu thánh giá vậy đó, nhưng mà